Viên uống trắng da chuyên biệt Damian, hiệu quả đã được chứng minh. Được rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam tin dùng. Nắng, gió là những nguyên nhân gây đen da, lão hóa da, khiến da bạn khô sạm. Tia cực tím và bụi ô nhiễm gây nhiều hư tổn. Phát hiện mới từ phòng nghiên cứu công ty Vesta Nutra của Mỹ có nhà máy đạt chuẩn GMP, FDA giới thiệu công thức cải tiến từ cà chua gọc chai. Với thành phần chống oxy hóa nồng độ cao giúp gia tăng BT microbiome, củng cố hàng rào bảo vệ, đánh thức vẻ đẹp của làn da ngăm đen. Được rất nhiều chuyên gia, bác sĩ, đài truyền hình đưa tin về công nghệ siêu vi nano kết hợp cùng carotenoid từ cà chua ngọc chai hiệu quả 3-in-1, giữ làn da tươi trẻ, sáng mịn, trắng mướt chỉ sau 2 tuần. Công thức với chất chống oxy hóa cực mạnh độc quyền chỉ có ở Crystal Tomato. Nguyên liệu được chứng nhận an toàn và không biến đổi gen non-GMO. Thử nghiệm lâm sàng được tiến hành cho thấy tình trạng nám sạm giảm đi đáng kể và cải thiện liên tục mỗi ngày. Được rất nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam tin dùng, như Vân Hugo đã đến tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất. Vân Trang là người đầu tiên xuất khẩu hàng nghìn sản phẩm ra nước ngoài. Và mới đây diễn viên Tường Vi đã đạt kỷ lục chốt 20.000 đơn hàng viên uống Damian chỉ trong một phiên live chia sẻ. Damian, đẹp từ bên trong, tái tạo làn da mới, viên uống trắng da từ thiên nhiên số 1 Hàn Quốc. Giúp phụ nữ ngày